Sáng 17 tháng 2 năm 2022, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị huyện. Tham dự gồm có đồng chí Trịnh Thị Tiếp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp huyện. Trước khi chương trình đại hội chính thức, 78 đại biểu tham gia đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Lang Chánh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 đã viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhằm báo công với các anh hùng liệt sĩ về những kết quả mà các cấp hội chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là hoạt động trọng tâm công tác xã hội, trợ giúp nhân đạo. Trong nhiệm kỳ 2027-2022, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Lang Chánh đã đạt được hiệu quả sáng tạo, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội khóa 7 đề ra. Trong 5 năm qua, hoạt động trọng tâm là công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo đạt được nhiều kết quả đáng kể. Thông qua các phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, chương trình Tết nhân ái, tháng nhân đạo, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện đã vận động, tiếp nhận và tổ chức tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng khó khăn, tặng xe đạp, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ các gia đình bị hỏa hoạn, thiên tai. Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ huyện Lang Chánh cũng đã phối hợp với nhiều tổ chức cá nhân xây dựng các phòng học cho các điểm trường khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng các hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai mà các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện tổ chức giúp đỡ được 19.852 lượt người với tổng trị giá trên 7 tỷ 300 triệu đồng. Vận động được trên 3.500 lượt người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 1.680 đơn vị máu. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội chữ thập đỏ huyện Lang Chánh đề ra 6 chỉ tiêu cụ thể nhằm phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Thị Tiếp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội chữ thập đỏ huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, nổi bật là chương trình cứu trợ xã hội trong thiên tai, tiết nhân ái cho đồng bào vùng lũ, được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lấy mô hình làm mẫu và nhân rộng đồng thời đề nghị Hội chữ thập đỏ huyện sau đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027 cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu phối hợp trong công tác xã hội nhân đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo phong trào xây dựng nhà chữ thập đỏ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu nhân đạo, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đại hội đã bầu ban chấp hành hội chữ thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 25 thành viên và bầu 5 đại biểu chính thức, một đại biểu sự khuyết, đi dự đại hội hội chữ thập đỏ lần thứ 10, tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027.